Quý vị và các bạn thân mến, một trong những câu chuyện về thiền kể như sau. Khi phiến quân tấn công và chiếm cứ một ngôi làng tại Đại Hàn, tất cả mọi cư dân đều trốn chạy, ngay cả các tu sĩ của một thiền viện trong làng. Thủ lãnh phiến quân cầm kiếm xông vào chùa. Ông giận dữ khi thấy vị thiền sư già không chịu cúi mình để chào ông như một kẻ chiến thắng. Ông quát nhà sư: "Nhà ngươi không biết rằng nhà ngươi đang đứng trước một người có thể giết nhà ngươi mà không nháy mắt ư?" Không chút sợ hãi, vị thiền sư già nhìn thẳng vào mắt kẻ hung bạo và điềm tĩnh nói: "Ông không biết rằng, ông đang nhìn vào con người có thể để cho người ta giết mình mà không hề nháy mắt ư?" Niềm kiêu hãnh của kẻ bạo động bỗng chùng xuống. Ông liền cúi đầu chào thua vị thiền sư và rời khỏi thiền viện. Kẻ hung bạo đã gặp được vị thầy đích thực của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, chúng ta cũng đọc được một cảnh tượng như thế. Chúa Giêsu, con người vô phương tự vệ, bị điệu ra trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô đầy quyền uy. Trước mặt kẻ đại diện cho uy quyền của đế quốc La Mã, Chúa Giêsu quả thực chỉ là con số không. Ngài không chỉ là một kẻ vô danh, dám đứng lên đương đầu với cả đế quốc Roma hùng mạnh, như người nô lệ Spartacus đã từng dám đứng lên chống lại bạo quyền trước đó một thế kỷ. Chúa Giêsu còn là một tù nhân sắp sửa bị kết án tử hình. Nhưng trước mặt Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã tỏ rõ uy quyền và sức mạnh hoàn toàn đứng trên quyền lực của đế quốc Roma. Ngài là vua, nhưng là vua hoàn toàn nằm bên ngoài trật tự trần thế. Triết gia Pascal của Pháp vào thế kỷ thứ 17 phân biệt ba trật tự: trật tự thể lý, trật tự tinh thần và trật tự bác ái. Trật tự tinh thần cao hơn trật tự thể lý, nhưng trật tự bác ái còn cao gấp bội phần trật tự tinh thần. Qua hình ảnh của Chúa Giêsu trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô, chúng ta thấy được sự cao cả của trật tự bác ái. Bị điệu đến trước mặt người cầm quyền như một tử tội, Chúa Giêsu lại thể hiện quyền làm chủ lịch sử và vũ trụ. Vương quyền của Ngài là vương quyền của tình yêu. Không một quyền thế trần gian nào có thể mạnh mẽ hơn sức mạnh của tình yêu. Mahatma Gandhi đã không có một tấc sắt trong tay mà đã có thể đánh đuổi người Anh ra khỏi Ấn Độ. Ông chỉ có một thứ khí giới duy nhất là tình yêu. Người xứng đáng được tôn vinh là cha già của Ấn Độ đã có đủ tư cách để tuyên bố: tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất mà con người có trong tay. Lịch sử nhân loại trong thời gian gần đây đã chứng minh được sức mạnh của tình yêu. Biết bao nhiêu người đã đi theo con đường bất bạo động ấy để giải thoát dân tộc, mang lại tự do đích thực cho những kẻ bị áp bức, giam cầm trong nô lệ. Hình ảnh của một vị linh mục Công giáo Việt Nam bị bịt miệng ngay trong tòa án đã được truyền đi khắp thế giới. Với thế giới ngày nay, thì hình ảnh ấy nói lên rằng sức mạnh thực sự không nằm trong tay kẻ bịt miệng người khác, hay của cả một chế độ xây dựng trên bạo lực và khủng bố. Sức mạnh đích thực lại thuộc về một con người vô phương tự vệ, nhưng sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để nói lên sự thật. Trái với sức mạnh của sự thật và tình yêu là sự khiếp nhược của những kẻ sử dụng bạo động. Nhà tù có thể cướp mất tự do đi lại của con người. Gông cùm xiềng xích có thể trói buộc con người. Bị bịt miệng, con người có thể bị câm lặng,
nhưng tự do để suy nghĩ, và nhất là để yêu thương thì chẳng có quyền lực hay bạo lực nào có thể bóp nghẹt được. Và đó chính là sự cao cả của con người. Kẻ sử dụng bạo quyền và bạo lực để đàn áp, hành hạ, bịt miệng, giam cầm người khác, thật ra chỉ là những con người khiếp đảm. Khủng bố dưới mọi hình thức là thể hiện của sự sợ hãi. Các con đừng sợ. Lời này của Đấng đã bẻ gãy mọi xiềng xích của hận thù và sự dữ bằng cái chết vì yêu thương, là một lời mời gọi các tín hữu hãy sống chết cho sự thật và tình yêu. Khi con người dám sống cho đến cùng sự thật và tình yêu, thì sự sợ hãi không còn quyền lực nào trên họ. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì con một Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phá vỡ ngục tù của hận thù bằng cái chết vì yêu thương. Xin giúp chúng con cũng biết sống yêu thương như Ngài đã yêu thương và phục vụ như Ngài đã phục vụ. Chúa thống trị điều cho mọi loài, cho mọi loài.